Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Từ ngày 6 tháng 1 năm 2021, 41,5 triệu cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là hệ thống bệnh viện ngoài công lập, được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với các chuyên khoa và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, chú trọng y đức, đã và đang đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Cùng với việc niêm yết giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, mở ra những cơ hội phát triển, hội nhập, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang có kế hoạch xây dựng chuỗi hệ thống bệnh viện chất lượng cao với chi phí, điều kiện đáp ứng nhu cầu đa số người dân, đầu tư nâng cấp thêm hai bệnh viện đang hoạt động hiện nay, đồng thời dự kiến năm 2021-2022 thành lập thêm bệnh viện chuyên khoa mắt kỹ thuật cao và bệnh viện chuyên khoa sản nhi, vươn lên trở thành bệnh viện tư nhân lớn tại Việt Nam.